lên nhà báo hùng lấy cơ bản. Con của bác chị tên gì? Đinh Cục Viên à? Cái của Đinh rất là giỏi nhỉ. Còn cháu Đinh Cục Đinh Đinh Tiên Hoàng nữa các. Để chuyên bán bao giờ bán này, bán thị trường này, bán bao nhiêu tiền trên này? 300 trên này, một chiếc nó là 300. Nhưng mà hàng có đủ để bán không? Bao tiền thì nó lên. Đặt thế. Cái này thì quay nó là quay màu hồng đến tua này. Cái này chỉ làm bao năm rồi nó khô được rồi. Trong thôn mình có nhiều người làm không ạ? Cả làng. Cả làng nhưng mà số người làm nó đẹp thôi. Vâng. Cả làng là... Nhưng mà đẹp như chị thì được khoảng bao nhiêu người không? Chắc chị được khoảng bao nhiêu người? Nói mình chị là gì? Trọng đắt quá này, không mua được. 300.000. Tại vì nó còn cương, còn dừa. Đắt quá này. Trăm hơn trăm, hơn trăm. Giới thiệu với chị Thơ đây là giám đốc anh Hoàn. Thạc sĩ dược sĩ, đúng không? Bùi Văn Hoàn. Là chuyên gia dược của Thanh Liêm đây, giờ đang là giám đốc công ty cổ phần dược Thanh Liêm chị ạ. Bạn này là mới có một cái đề tài cấp bộ là về cây kim ngân đúng không? Đã vâng. Kim ngân em đứng vào đây giới thiệu sản phẩm. Cái này là mình sản xuất nhiều chưa? Bên em cái này sản xuất để bán được bao nhiêu địa điểm rồi? Cái này đang toàn quốc rồi đấy. Tất cả các cái chuỗi toàn quốc nhà thuốc. Cái này bán ra được bao nhiêu tiền một này? Đây là bên em 195.000. Vâng. Và cái này thì bao nhiêu chỉ cái lộ này? Cái này rất hay. 30.000 này. Chỉ cái lộ này là đồng tiền. Chỉ cái lộ. Chỉ cái lộ. Nó chuyên trong từ trước năm Hà. Tức là năm Hà một cái năm Hà. Gần như là một cái nó có trên cơ sở đấy nó cũng tức. Vâng. Cũng ba bi là mới là sản phẩm mới. Vâng. Mới trong năm đầu tư đã. Vâng. Bạch chị. Từ bạch chỉ đúng không? Cảm ứng cho trẻ em rất là lành đúng không? Bạch chỉ xuyên khung này, cương tí tô, quý chi, sinh cương cao cảm, chị ạ. Bạch thú. Thì sao có nghĩ về này thì có không mong cái này đẹp nhất. Cái này mang cái thứ. Cái dòng này cũng đi sâu. Mang là kit cũng là của trẻ em. Đi trẻ em. Cái này là để... Anh Tám, anh mời anh Tám chủ tịch lên tí với thêm sản phẩm của bác Tám hôm nay về nông thôn mới nâng cao anh chị Thơ. Bác Tám, anh Tám ơi, mời anh. Báo cáo chị Thơ là bản này bản có vùng trại ở của Mẫu Sơn, tức là lưng chừng Mẫu Sơn. Bản là quê Phủ Lỗ nhưng mà rẻ Duy Tiên, tức là bản đang có cái nhà lạnh, tức là trồng bên này quanh năm. Quê của anh Tám đây. Nhưng mà chắc là cái sản phẩm này không thể bán ở thị trường tự do mà ta bán thị trường. Cái này cả khô anh chị nhá, xuất khẩu sang Đài Loan này, Hàn Quốc, Nhật Bản. Đấy. Tức là nấm này chỉ dùng là môi trường nhà lạnh và sản xuất
quanh năm rồi. Nghe anh Tám chủ tịch của Liên Túc, bác có thể giới thiệu qua sản phẩm của Liên Túc. Em chào anh.